Đánh rắn động cỏ là kế thứ 13 trong số 36 mưu kế. Nó có hai ý. Một là khi chưa biết rõ tình hình kẻ địch, có thể dùng thủ đoạn đập cỏ làm cho rắn sợ chui ra ngoài, sau đó diệt nó. Đối với kẻ địch đang ẩn nóng, không thể làm bừa, cần tránh việc đánh rắn động cỏ, khiến kẻ địch phát hiện ra ý đồ của ta, khiến phía ta xa và thế bị động. Tôn Tẫn đã dùng kế đánh rắn động cỏ để điều tra ra nơi ẩn nấp của thích khách, sau đó làm hắn sợ hãi phải trốn ra ngoài để cuối cùng tiêu diệt hắn. Tập 27, đánh rắn động cỏ. Đại vương, Ma Ling Ling Chiu, Phan Chong, Phan Tuo Cheng, 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 Phan Tuo Quân Đức Ngụy sẽ còn quay lại. Chúng ta nên nhân lúc Ngụy Tần đang giao chiến, chỉnh đốn quân, sẵn sàng tập trận, chuẩn bị một trận ác chiến với Bàng Quyên. Sau khi đánh bại Bàng Quyên, thì mừng công cũng chưa muộn. Được, ta sẽ theo ý của quân sư. Hán Vương, cái vương bát đản, Hán Vương khốn kiếp, dám lừa gạt ta. Bàng Thông, Bàng Thông. Cháu phải sang nước Hàn một lần nữa nói với hắn là nếu không xuất quân thì ta sẽ hòa hợp ngay với nước Tần, cùng hợp quân sang đánh nước Hàn. Lúc đó thì các nước trong thiên hạ sẽ không còn thấy nước Hàn nữa. Xin chú bớt giận. Nước Tần đã trả cho nước Hàn những tòa thành trì ở biên giới. Dù chúng ta sang một lần nữa, Hàn Vương cũng sẽ không xuất quân đâu. Không nên bức bách họ thì hơn. Trường hợp bị ép quá, họ sẽ quay lại giúp nước Tần. Sau khi chúng ta đánh bại nước Tần, sẽ quay lại phục thù nước Hàn cũng không muộn. Người đi đi. Sư phụ, chú, trước kẻ địch mạnh, mấy chục vạn tướng sĩ đều trông cậy vào chúng ta. Có toàn là ngươi. Người lui ra đi. Để ta yên tĩnh. Vâng. Dù con có nói trăm lần ta cũng chẳng tin. Chắc chắn giáo sư đã bị con hại rồi. Thái hậu không phải à? Tôn Tẫn Điền Kỵ và các tướng quân của họ đều có thể làm chứng. Giáo sư vẫn còn sống, ta không tin lời nói của bọn họ được. Thái hậu muốn tin ai? Lão phu chẳng tin ai cả. Lão phu chỉ tin ta thôi. Hãy mời giáo sư về đây để ta thấy mặt nó, ta mới tin. Giáo sư nhưng giáo sư không chịu quay về. Còn như đem quân bắt nó, đừng nhìn nó không về rồi. Nếu chúng nghi lễ nghiêm tiếp nó, đối xử với nó như anh em, nhất định nó sẽ quay về. Thái hậu, giáo sư là kẻ thù địch của triều đình, sao có thể dùng nghi lễ để nghênh tiếp nó được? Hơn nữa, ai mà nó muốn làm vui phụ? Không cho nó nguôi vui, nó nhất định không về đâu. Nó không về thì tức là nó chết rồi. Hãy trả giáo sư lại cho ta. Thái hậu, giáo sư còn sống, nó đang ở nước Ngụy. Vậy con hãy tìm cách mời nó về đi. Nếu không mời được nó về tức là nó chết. Nó chết thì ta cũng không muốn sống đâu. Giỏi lắm, công tử đúng là thần tiễn. Tịch Cương, hãy nhận một phát nữa của ta. Giỏi lắm, công tử đúng là thần tiễn. Người gan to tày trời sống bằng nghề bắn hổ, còn kẻ gan chuột nhát thì mới bắn cỏ mua vui. Ngươi là ai? Kẻ gan to tề trời. Ngươi biết ta là ai không? Là công tử giao sư của nước Tề. Ngươi có biết kẻ mà ta bắn là ai không? Đó không phải là người mà là cỏ. Ngươi ở nơi hoang dã không hiểu nên ta không trách. Người ta bắn chính là Tề Vương Tịch Cương đấy. Tề Vương Tịch Cương đang ở nước Tề, còn đây là một đống cỏ thôi. Ngươi có ý muốn gây sự phải không? Không, ta đến giúp công tử lấy lại lòng gan dạ. Giờ tâm tư ta không tệ lắm, người mau đi đi. Nếu không, khi mà tâm tư ta xuống đi thì người có muốn đi cũng không đi nổi đâu.
Ta đã là người gan to tay trời, nên không sợ sự đe dọa của công tử đâu. Đưa hắn một thanh kiếm. Không cần. Người chớ có hối hận đấy. Từ trước tới giờ ta không biết thế nào là hối hận cả. Vì sao ngươi lại không tránh? Ta cần gì phải tránh? Người to gan tay trời sẽ không sợ chết. Ngươi tưởng là ta không dám giết ngươi ư? Công tử thì dám, nhưng ta không sợ. Đừng trách ta giết kẻ vô tội. Do người ép ta giết ngươi đấy thôi. Kiếm pháp khá lắm. Nếu sâu thêm nửa thốn nữa thì ta mất mạng. Nông nửa thốn thì không thấy máu đổ. Đúng là kiếm pháp rất giỏi. Đúng là trang hào án. Tráng sĩ, ngươi có muốn theo ta không? Theo công tử làm gì? Để bắn cỏ mua vui ư? Ta nói nghiêm chỉnh đấy. Chuyện nghiêm chỉnh của công tử là đoạt ngôi vua phải không? Hôm nay bắn người cỏ để sau này đoạt lại ngôi vua. Công tử chỉ có một cây cung thì liệu có đánh bại được 10 vạn đại quân của Tôn Tẫn không? Ta có Bằng Quyên giúp đỡ. Ông ấy có 30 vạn đại quân lận. Bằng Quyên đang kịch chiến với quân nước Tần. Ông ta có quay về được không còn khó nói lắm. Hơn nữa dù ông ta có quay về thì với đội quân mệt mỏi, ông ta khó có thể thắng được Tôn Tẫn. Theo ngươi nói thì ta không trông mong rồi. Không, có một người có thể giúp công tử đoạt được ngôi vua. Người đó là ai? Là Tào Dương. Tào Dương là ai? Chính là ta. Ngươi ư? Ngươi có thể đánh bại được Tôn Tẫn ư? Tuy ta không đánh bại được Tôn Tẫn, nhưng ta có thể giết được Tề Vương. Khi Tề Vương chết, công tử có thể kế ngôi vua. Chẳng gì nói rất đúng. Giết Tề Cương thì người thừa kế ngôi vua chỉ có một mình ta. Nhưng vương cung tường cao hào sâu lại có binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi làm thế nào giết được Tề Cương? Ta vượt tường cao hào sâu như đi vào chỗ đất bằng, làm cỏ vệ dĩnh trong cung như giết lũ dê cừu. Tráng sĩ, chí khí của tráng sĩ đáng kính phục, nhưng lời nói của tráng sĩ liệu có quá không? Nếu công tử không tin thì hãy trông đây. Thân pháp giỏi lắm. Hãy xem tiếp đi. Rút kiếm của các ngươi ra. Các ngươi hãy xông vào cả đi. Xông vào đi. Để cho hắn biết sự lợi hại của các ngươi. Giỏi lắm. Được một tráng sĩ còn hơn cả 10 vạn quân. Tráng sĩ hãy nhận của ta một lời. Công tử, chúng ta đi thôi. Được. Một lũ ngốc còn năm đó làm gì nữa? Mau đứng dậy, đi theo ta. Còn họ không thể dậy được đâu. Người dám giết các vệ sĩ của ta ư? Việc ám sát Tề Vương không nên để cho người thứ ba biết. Nếu tin này để lộ ra ngoài thì khó có thể thành công được. Tào Tráng Sĩ, nói đi. Tráng sĩ muốn điều kiện gì? Sau khi công tử kế vị, hãy đem việc ta giết chết tráng sĩ dán ở bốn cổng đông tây nam bắc của thành Lâm Chi, để người trong thiên hạ đều biết rằng công tử nhờ Tào Dương này mới được kế thừa ngôi vua. Còn điều kiện gì nữa không? Hết. Chẳng nhẽ chỉ để đề cao danh tiếng của tráng sĩ thôi ư? Công tử có nghe đến Chiên Chư và Yêu Ly không? Hồi nhỏ ta có nghe nói Chiên Chư giống sao vào bụng cá để ám sát Ngô Vương Liêu, còn Yêu Ly đã chặt cánh tay để giết chết Khánh Kỵ. Bọn họ đều là những anh hùng được lưu danh muôn thuở. Thế họ vì cái gì? Chẳng phải vì danh tiếng ư? Quan cao, lộc hậu, gái đẹp, thành ấp chỉ là đất vụ. Chỉ có danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ mới có thể tồn tại mãi mãi. Tào Tráng Sĩ, sau khi việc đã thành, ta nhất định sẽ đề cao tên tuổi của Tráng Sĩ, để cho danh tiếng của Tráng Sĩ còn hơn cả Chiên Châu và Yêu Ly. Công tử, xin cáo từ. Tráng Sĩ đi đâu? Đi giết Tề Vương. Ngươi đợi đã. Khoan đã.
Nếu tráng sĩ gặp khó khăn, hãy cầm miếng ngọc bội này đến gặp Thái hậu. Thái hậu sẽ giúp tráng sĩ. Ta không cần người khác giúp đỡ. Tráng sĩ có thể không cần người khác giúp đỡ, nhưng xin hãy giao miếng ngọc bội này cho Thái hậu, để Thái hậu biết là ta vẫn còn sống. Bảo Thái hậu đừng nhớ ta. Đem đến chưa? Rồi ạ. Đây là nơi ở của đại vương, đây là nơi ở của Thái hậu, và các nơi ở của các vệ sĩ nữa. Tôi đã vẽ cả rồi, không có gì thay đổi chứ? Không. Mấy hôm trước tôi còn vào cung sửa sang chỗ ở cho đại vương mà. Cảm ơn người. Tráng sĩ, vậy số tiền mà ngươi hứa thưởng cho tôi đâu? Ta sẽ giao đủ cho người nhà của ngươi. Thái hậu năm lần bảy lượt đòi lấy cái chết đe dọa, cứ đòi đón công tử giao sư về. Vương hậu, theo nàng nên làm thế nào? Đại vương, thần thiếp không hiểu. Thái hậu đâu phải là mẹ đẻ của đại vương, vì sao đại vương lại phải kính sợ thái hậu như vậy? Quả nhân được thái hậu nuôi dưỡng trưởng thành, thái hậu cũng giống như mẹ đẻ của quả nhân vậy. Theo thần tiếp không giống đâu. Thần tiếp cảm thấy Thái hậu quý công tử giao sư hơn đại vương trăm lần. Nếu công tử giao sư bảo là muốn giết đại vương, thì e là Thái hậu sẽ không nói một chữ không nào đâu. Dù Thái hậu có đối xử với quả nhân như thế nào, quả nhân cũng phải xứng với công ơn nuôi dưỡng của Thái hậu. Nếu không, tiên vương ở tông miếu sẽ trách quả nhân là người vong ơn bội nghĩa, và người đời cũng cho quả nhân một bất hiếu. Không ngờ tề vương lại là kẻ có nghĩa ngu xuẩn đến vậy. To gan ngông cuồng, người dám tự tiện xông vào tầm cung của quả nhân ư? Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ đâu? Đừng kêu cứu nữa, bọn chúng không đến được đâu. Người là ai? Muốn làm gì? Ta là Tào Dương, nhận sự ủy thác của công tử giao sư đến xin đại vương một thứ. Người muốn thứ gì? Mạng của đại vương. Người dám ư? Đương nhiên là ta dám. Nếu không ta đã không đến đây để ra tay. Hay là đại vương tự xử đây? Người có biết là giết vua sẽ gây tai họa cho cả nhà, cả gia tộc của ngươi không? Gia đình ta không ở nước Tề. Thôi được, người nói đi. Người muốn gì quả nhân cũng có thể cho người. Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn cái mạng của đại vương thôi. Có lẽ đại vương nên tự tay xử đi thì hơn, để ta được ngắm sự gan dạ của vua nước Tề như thế nào. Ở đây không có việc của đàn bà. Nếu muốn chết hãy chờ, sau khi tề vương chết sẽ chết theo. Nếu ta không muốn chết thì sao? Vậy thì hãy đi đi. Vương hậu, nàng không thể đi được. Nàng phải bảo vệ quả nhân. Xin đại vương yên tâm, thiếp sẽ không đi đâu. Không ngờ vương hậu là vẫn đàn bà lại gan to như vậy. Những việc mà ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Nếu ta nói là ngươi không nên giao thanh kiếm đó cho ta, ngươi không giật mình chứ? Một người đàn bà cầm kiếm thì có ăn thua gì đấy? Cầm không cẩn thận sẽ làm bị thương mình đấy. Đúng thế, đúng là phải cẩn thận một chút. Ngươi biết kiếm thuật ư? Sao? Ngươi hối hận rồi à? Không hối hận. Ta rất muốn xem một người đàn bà múa kiếm như thế nào. Nào vào đi, vương hậu. Trên người ngươi còn có binh khí gì không? Đương nhiên là có chứ. Vậy hãy lấy ra đi. Để đối phó với một người đàn bà ta không cần đến binh khí. Quá ngông cuồng sẽ bị thiệt thân đấy.
không phải là ta ngông cuồng, giao hứng với một người đàn bà đã là chẳng hay ho gì. Nếu dùng đến binh khí chẳng phải mất mặt sao? Người chết đến nơi rồi mà còn muốn giữ sĩ diện đàn ông ư? Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi hết sĩ diện. Chẳng phải ngươi đã nói không cần binh khí để đối phó với một người đàn bà ư? Lâu rồi ta chưa được đánh thỏa tay như thế này. Ta cũng vậy. Đại vương, đại vương, đại vương, đại vương, mau bắt thích khách, bắt thích khách, đại vương, đại vương, bay đâu? Không được để cho thích khách chạy thoát, thích khách đang bị thương đấy. Thôi Ngọc, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Hình như là đang bắt thích khách à? Thích khách ư? Thích khách giết ai? Không rõ ạ. Ra ngoài xem đi. Vâng ạ. Có chuyện gì thế? Thái hậu, Thái hậu, có một kẻ trên người đầy máu. Bà là Thái hậu ư? Đúng thế. Ngươi là ai? Bà có nhận ra vật này không? Ta nhìn không rõ. Đem nó lại đây. Đây là ngọc bội của giáo sư con ta. Sao lại rơi vào tay ngươi? Công tử giáo sư, bảo tại hạ đưa cho Thái hậu. Giáo sư con ta đang ở đâu? Công tử đang ở nước Ngụy. Thái hậu đã chết rồi. Im mồm. Hãy gọi Thái y thái đến đây. Vâng ạ. Khoan đã. Việc về người này không được nói cho bất cứ ai cả. Thế đối với quốc thái y thì nói thế nào ạ? Cứ nói là ta không cẩn thận vấp ngã nên bị thương ở chân. Đi đi. Nô tỳ hiểu ạ.
王后，vương hậu, 宫院内已经搜遍了，没有刺客，他可能已经逃出了王宫大院。刺客被我刺伤了腹部，被他đâm bị thương nhiều chỗ, 根本逃不出王宫。再给我仔细的搜查一遍。是。vâng。要紧吗？có nặng không? 啊，没事了。không sao ạ。十天半月就能痊愈。chỉ 10 ngày đến nửa tháng là sẽ khỏi hẳn。嗯， tốt。拿来。这是赏给你的。cầm lấy đi。拿着吧。đây là phần thưởng cho ngươi。谢太后。tạ ơn thái hậu。回去后。sau khi về không được nói chuyện này với ai。nếu nói ra ta sẽ lấy mạng của ngươi đi。小人明白。tiểu nhân hiểu ạ。每天三次。cứ một ngày ba lần đúng giờ đến chữa chạy cho anh ta。vâng。你去吧。ngươi đi đi。vương hậu, bọn mặt tướng đã lục soát thêm một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra thích khách. Ta không thể ra khỏi cung cung được. Dù có hay không cũng cần phải lục soát trong toàn thành. Tên thích khách này rất nguy hiểm. Một khi vết thương khỏi hẳn, hắn sẽ quay lại ám sát đại vương. Hãy đi nói với các thị vệ trong cung, canh gác ở các cửa cung và tường rào. Nếu không có lệnh của ta, không ai được tự ý ra vào. Vâng. Thái giám Khương. Dạ.Người hãy báo với đình tướng quân huy động quân binh lùng bắt thích khách trong thành. Vâng. Đi thôi. Nước. Ta cho nước lại. Đem nước đến đây. Sì. Vâng. Tráng sĩ, ta có mấy câu này muốn hỏi tráng sĩ. Chuyện gì vậy? Vì sao tráng sĩ lại muốn giết Tề Vương? Giết Tề Vương thì công tử Giao Sư mới có thể kế ngôi vương. Thế tráng sĩ được lợi gì? Công tử Giao Sư nhận lời giúp tại hạ nổi danh trong thiên hạ. Có đúng là công tử Giao Sư còn sống không? Không những còn sống mà còn rất khỏe. Giờ công tử đang chiêu nạp các hiền sĩ trong thiên hạ để nổi dậy một lần nữa. Miếng ngọc bội này là do công tử Giao Sư đưa cho tráng sĩ ư? Đúng thế. Công tử nói, chỉ cần tại hạ đưa miếng ngọc bội này cho thái hậu thì thái hậu sẽ giúp. Ngươi nên đến tìm ta sớm mới phải. Tại hạ không cần người khác giúp. Với khả năng của tại hạ thì việc giết chết Tề Vương dễ như giết một con kiến. Không ngờ vương hậu lại có kiếm thuật cao cường đến thế. Nếu người đến tìm ta sớm thì sẽ không đến nỗi bất ngờ như vậy. Nhưng tại hạ đã đâm trúng Tề Vương, không biết là Tề Vương đã chết chưa thôi. Tề Vương chưa chết đâu. Đó là ý trời. Con à, con hãy yên tâm chữa trị vết thương ở chỗ ta. Ta sẽ cầu trời phù hộ cho các con bình yên. Mong là ông trời sẽ thuận theo ý của giáo sư. Vương hậu, vương hậu, đã lục soát khắp trong thành nhưng vẫn không thấy thích khách. Vương hậu,
Khi khách bị thương nặng không thể thoát ra được. Thần nghĩ là hắn vẫn đang ở trong cung. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng tối hôm qua đã lục soát hai lần rồi mà vẫn không tìm thấy. Đã lục soát khắp cả vương cung chưa? Rồi à? Chỉ có tầm cung và thái hậu là chưa. Thái hậu bảo là không có lệnh của đại vương thì không được lục soát. Đại vương thế nào rồi? Thầy y nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Vương hậu, hãy rút các thị vệ về. Bên ngoài hãy lơi lỏng, bên trong cần chặt chẽ để giám sát tầm cung của thái hậu. Vâng. Thái hậu, các vệ sĩ trong cung đã rút đi rồi. Người có biết vì sao chúng rút đi không? Có người nói là quân binh đã bắt được thích khách, cũng có người nói là chưa bắt được. Thích khách đã trốn ra ngoài thành rồi. Dù sao thì bọn họ cũng không nghi ngờ là thích khách đang trốn ở trong cung. Dù có nghi ngờ, chúng cũng không dám đến chỗ ta đâu. Tráng sĩ, người cứ yên tâm ở đây. Đi đi, xem bên ngoài có động tĩnh gì thì phải kịp thời báo cho ta ngay. Vâng. Người không cần phải lo, cứ yên tâm chữa trị vết thương đi. Tuân tiên sinh, thái y quốc là người chuyên chữa trị ngoại thương. Anh ta nhiều lần ra vào tầm cung của thái hậu, rất có khả năng là để chữa trị vết thương cho tên thích khách. Mọi người từ nói xem nên làm thế nào. Hãy lập tức bắt thái y quốc lại. Như vậy sẽ làm kinh động đến thái hậu. Đại vương đang hôn mê, nếu thái hậu can dự vào chuyện đó thì sẽ khó thu xếp. Ta cần làm kinh động đến thái hậu. Nếu thái hậu đứng ra can dự vào việc này, chứng tỏ là thích khách đang trốn trong cung của thái hậu. Việc này gọi là đánh rắn động cỏ. Thái hậu, thái y quốc đã bị vương hậu bắt rồi à? Vì sao lại bắt ông ấy? Không rõ. Đi, hãy gọi các thái giám trong cung đến gặp vương hậu. Vâng ạ. Người có biết vì sao ta lại bắt ngươi không? Tiểu nhân không biết à? Nghe nói ngươi chữa trị vết thương cho thích khách. Không không, tiểu nhân chưa hề gặp mặt thích khách à? Vậy ngươi đến chỗ thái hậu làm gì? Thái hậu bị thương ở chân, tiểu nhân đến chữa cho thái hậu. Bị thương có nặng không? Không nặng. Không nặng thì vì sao một ngày phải vào đó ba lần? Vết thương của thái hậu tuy không nặng, nhưng thái hậu tuổi cao, vết thương khó chữa khỏi, cho nên tiểu nhân mới phải chịu khó một chút à? Người phải nói thật đi. Nếu người không nói thật thì sẽ bị xử tội theo phép tắc trong cung đấy. Tiểu nhân hoàn toàn nói thật. Nếu có điều gì không phải, tiểu nhân xin vui lòng chịu tội. Vương hậu, bay đâu? Lôi ra ngoài dùng gậy đánh chết. Vương hậu, thái hậu có thể làm chứng cho tiểu nhân. Những điều tiểu nhân nói đều là thật cả. Nếu những điều người nói đều là thật thì ta sẽ không xử tội người. Lôi ra ngoài. Xin vương hậu tha thứ. Tiểu nhân xin nói thật. Tiểu nhân xin nói thật ạ. Giải hắn về. Nói đi, rút cuộc là có chuyện gì? Ta sẽ nói cho vương hậu biết là có chuyện gì. Thái hậu giá lâm, nhi thần có lỗi không ra nghênh tiếp. Mời thái hậu ngồi. Thái y quốc, vương hậu không phải là người ngoài. Người hãy trả lời thật những câu hỏi của vương hậu đi. Chẳng phải là ngươi đã mê cung nữ thân ngọc của ta ư? Ta đã nhận lời nói giúp ngươi. Ta đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Người hãy trả lời những câu hỏi của vương hậu theo đúng sự thật đi. Vâng, thưa thái hậu. Vương hậu, tiểu nhân đã mê cung nữ thôi ngọc trong cung của thái hậu, cho nên thường mượn cớ đến chỗ thái hậu để gặp thôi ngọc. Xin vương hậu thứ lỗi. Người lén lút quan hệ với các cung nữ là vi phạm vào các quy định ở trong cung, không thể tha thứ được. Lôi ra ngoài đánh. Khoan đã, thái hậu, đây là phép tắc của tổ tiên. Dù ai nói đỡ, còn cũng không thể làm trái phép tắc của tổ tiên được. Ta không bảo vương hậu làm trái phép tắc của tổ tiên. Ta chỉ muốn nói với vương hậu rằng Thôi Ngọc là cung nữ ở bên cạnh ta. Việc thái y quốc qua lại với cung nữ của ta
thì cần phải do ta xử phạt, chứ không phải là do vương hậu. Thái hậu không nên dung túng cho kẻ gian. Nếu không, con sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu. Vương hậu cứ yên tâm đi, ta quyết không dung túng cho kẻ gian đâu. Bài đâu? Hãy đưa thái y quốc về cung của ta. Rõ. Người biết tội chưa? Thái hậu, tiểu nhân chẳng nói gì với vương hậu cả. Nếu ta đến chậm một khắc nữa thì chắc chuyện gì ngươi cũng nói ra rồi. Thái hậu, vương hậu muốn giết tiểu nhân làm vậy là để kéo dài thời gian thôi. Kéo dài thời gian cái gì? Người sợ chết thì có. Tiểu nhân sợ chết, cả nhà tiểu nhân đều trông cậy vào một mình tiểu nhân. Tiểu nhân không thể chết được. Vương hậu có thể giết ngươi, chẳng nhẽ ta không thể giết ngươi ư? Hãy lôi ra ngoài xem sao, dùng gậy đánh chết đi. Thái hậu, tiểu nhân sẽ không sợ chết nữa đâu. Xin thái hậu tha chết. Thái hậu giết người để biệt đầu mối, từ đó có thể đoán chắc rằng thích khách đang ở trong tầm cung của thái hậu. Điền tướng quân, hãy lập tức sai người bao vây tầm cung của thái hậu để bắt thích khách đi. Trung lê cô nương xin đừng vội, đại vương còn đang hôn mê, tốt nhất đừng nên ra mặt xung đột với thái hậu. Nhưng tên thích khách này chúng tôi rất cao cường, để hắn trốn thoát, hắn sẽ đến ám sát đại vương lần sau, chưa chắc hắn để xảy tay đâu. Trung lê cô nương, chúng ta có thể khiến thích khách rời khỏi tầm cung của thái hậu. Nhanh lên, mấy người qua bên kia, mấy người lại đằng này, nhất định phải lục soát cho kỹ, không được để thích khách chạy trốn đấy. Các người định làm gì vậy? Thái hậu, vừa giờ có một tên bộ dạng rất khả nghi trốn vào trong cung của thái hậu. Vương hậu lệnh cho tiểu nhân lục soát ạ. Vương hậu không có quyền đến lục soát tầm cung của ta. Vương hậu chỉ lo cho thái hậu thôi. Nếu có kẻ hành tung đáng ngờ đó muốn ám hại thái hậu thì vương hậu chẳng thể nào ăn nói được với đại vương cả. Trong cung của ta chẳng ai có bộ dạng đáng nghi ngờ cả. Chính mắt tiểu nhân đã nhìn thấy hắn vào đây mà. Nếu không có, tiểu nhân xin cam chịu để thái hậu trừng phạt. Chắc chắn người đã hoa mắt rồi. Không ạ. Tiểu nhân nhìn thấy rất rõ mà. Người thật to gan, dám cãi lại thái hậu ư? Tiểu nhân không dám ạ. Nếu không dám thì hãy cút đi. Nhưng vương hậu đã có lệnh, tiểu nhân không dám ạ. Được, ngươi không đi thì ta sẽ chết trước mặt ngươi đây. Các ngươi đừng kéo ta, các ngươi không đi, ta sẽ chết đây. Thái hậu, xin thái hậu đừng chết. Nếu thái hậu chết thì không những bọn tiểu nhân mà ngay đến vương hậu cũng chẳng thể nào ăn nói được với đại vương. Thôi, đi thôi, không lục soát nữa. Vâng. Thái hậu, tiểu nhân xin nói thật, tiểu nhân cũng không muốn lục soát đâu. Nhưng vương hậu cũng nhất định bắt tiểu nhân đến lục soát. Vương hậu nghi ngờ thích khách ám sát đại vương đang trốn trong tầm cung của thái hậu. Vương hậu nói lung tung đó, tiểu nhân biết. Nhưng tính khí của vương hậu thì thái hậu cũng biết đấy. Khi vương hậu đã cho là phải thì nhất định sẽ làm bằng được. Chiều hôm nay, vương hậu đã cho gọi Điền tướng quân vào cung, nói là nếu tối nay tiểu nhân không bắt được thích khách, thì ngày mai sẽ để cho Điền tướng quân đem quân vào bao vây tầm cung của thái hậu, nhất định phải bắt được thích khách. Nếu vương hậu dám đưa quân vào trong cung, thì ta sẽ chết cho vương hậu thấy. Thái hậu, xin thái hậu đừng nói câu này trước mặt vương hậu. Vương hậu không tin đâu. Nếu vương hậu để thái hậu chết thật, thì thái hậu chẳng rút lại lời được đâu. Ngươi cho là ta không dám chết thật ư? Dám ạ. Việc gì mà thái hậu chẳng dám. Nhưng vương hậu cũng là người việc gì cũng dám luôn. Thái hậu, những gì cần nói tiểu nhân đã nói hết rồi. Xin cáo từ. Đồ chó cậy thế chủ. Thái hậu, tại hạ không thể ở lại trong cung nữa rồi. Nếu ngày mai quân binh vào cung thì tại hạ có muốn đi cũng không đi được. Tráng sĩ, sức tiền của tráng sĩ thế nào rồi? Có thể đi lại được rồi. Thế thì tốt. Sáng sớm mai ta sẽ dùng xe đưa tráng sĩ ra ngoài thành. Không cần đâu. Tại hạ sẽ đi ngay bây giờ. Vượt tường liệu tráng sĩ có vượt được không? Vượt thì không được, nhưng trèo qua thì được. Không được.
Nếu Tráng Sĩ ra khỏi cung thì không ra ngoài thăm được. Giờ bọn chúng đang đùng bắt Tráng Sĩ đấy. Chỉ cần có sợi dây thừng thì tường thành cũng không ngăn cản được tại hạ đâu. Hãy đi lấy dây thừng cho Tráng Sĩ, đưa Tráng Sĩ ra khỏi cung từ phía sân sau. Vâng. Hãy cho ta hai sợi dây thừng, một để ra khỏi cung, một để ra ngoài thành. Vâng. Tào Tráng Sĩ, chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Không ăn thua đâu, ngươi không xông ra ngoài được đâu. Hãy bỏ kiếm của ngươi xuống, ta có thể để cho ngươi được sống. Ta đã dám giết Tề Vương thì ta không thiết sống nữa. Thật đáng tiếc, Tào Dương đã không giết nổi Tề Vương. Mặt tướng có thể tìm một Tào Dương thứ hai, thứ ba, thứ tư cho công tử. Công tử, Tề Vương đã đề phòng rồi, lần sau rất khó có thể thành công được. Dù không thành công, cũng khiến Tề Vương suốt ngày phải sợ hãi. Ta nhất định phải giết chết Tề Cương. Đại Vương, không thể để cho công tử giao sư nhở nêu ngoài vòng pháp luật được. Chúng ta cần phải nhân lúc đại quân của Bằng Quyên chưa về, đem quân sang đánh mặt thủy đô ở biên giới nước Ngụy để trừ bỏ công tử giao sư. Không được. Nếu thế, ta chẳng thể nào ăn nói được với Thái Hậu. Đại vương, không trừ bỏ công tử giao sư thì nước Tề chẳng thể nào yên ổn được. Một đất nước mà không yên ổn thì chẳng thể nào chống cự lại kẻ địch bên ngoài, và càng không thể xưng bá với các nước chư hầu được. Tôn quân sư, những điều mà quân sư nói quả nhân đều hiểu. Nhưng nếu trừ bỏ công tử giao sư thì Thái Hậu sẽ không để cho quả nhân được yên đâu. Đại vương không thể cứ nhường nhịn Thái Hậu mãi như vậy. Quá nhường nhịn sẽ khiến Thái Hậu càng ngông cuồng ủng hộ công tử giao sư, gây phản loạn để thoái vị. Thái Hậu không ra khỏi cung thì dù có muốn ủng hộ công tử giao sư cũng chẳng có mấy tác dụng. Hơn nữa, Thái Hậu lại có công ơn nuôi dưỡng quả nhân. Quả nhân không thể vì chuyện này để Thái Hậu chỉ trích quả nhân là bất hiếu được. Chúng ta có thể không cần giết giao sư mà tìm cách bắt sống giao sư. Như vậy thì Thái Hậu chẳng thể nói về đâu được. Quả nhân hiểu rất rõ tính khí của giao sư. Nó thà tự sát chứ nhất định không để cho các con bắt sống nó được. Vậy theo ý đại vương, cứ để mặc công tử giao sư muốn làm gì thì làm ư? Vương hậu, quả nhân không có ý đó. Nhưng chỉ có một điều là không thể để công tử giao sư chết được. Thần có cách này có thể bắt sống được công tử giao sư. Cách gì? Thanh mau nói đi. Điệu hổ Lý Sơn.